Anh Nhung, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái vlog của Trang Mon. Và như mình đã hứa, hôm nay mình sẽ làm một cái vlog để có thể giúp mọi người đọc được tên của những idol K-pop mà mọi người yêu thích. Thì đương nhiên vlog ngày hôm nay không đơn giản chỉ là đọc tên idol đâu, mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái câu chuyện và những cái lần mà mình đã gặp gỡ những idol đó như thế nào và cái cảm xúc, cái cảm nhận của mình luôn cho các bạn cùng biết nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Trước khi bắt đầu thì xin cô chào cô chú đi con. Nó cứ đòi lên người mình ngồi nãy giờ cho nên mình sẽ để tạm nó trên này. Nếu các bạn thấy cái cục gì trắng trắng nó trôi trôi dưới này đó chính là con Shiko đó nha. Và bây giờ vlog này sẽ bắt đầu với cái nhóm mà nếu chúng ta nói về K-pop chúng ta không thể nào không nhắc đến Tiara. Đây là một cái nhóm mà tuổi thơ rất là dữ dội của tụi mình. Thường nghe rất nhiều các bài của Tiara mà đa số chúng đều thuộc lòng hết, từ Time to Love, Lolly Bolly hoặc là Cry Cry, Love Video V, vân vân. Nói chung bây giờ nếu các bạn bật nhạc Tiara lên bây giờ thì mình sẽ nhảy được hết toàn bộ cho các bạn xem luôn nè. Ok, và nói giỡn vậy thôi, chứ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những thành viên của Tiara luôn nha. Đầu tiên đó chính là Park Ji Yeon. Park Ji Yeon. Park Ji Yeon. Ok. Tiếp theo là Eun Jung. Eun Jung. Hong. Eun Jung. Eun Jung. So Yeon. Hong. So Yeon. So Yeon. Và các bạn nhớ nha, hạn chế đọc chữ O trong tiếng Hàn, chữ Ơ nhé. Bắc So Yeon. So Yeon nghe không có đúng đâu và nó nghe nó rất là kỳ kỳ. Poram. Poram. Ok, cái tên này quá đơn giản rồi, chắc đa số các bạn sẽ không bị sai đâu. Tiếp theo đó chính là Hyomin. Hyomin. Đừng. Hyomin. Hyomin. Một trong những thành viên cuối cùng đó chính là Woody. Woody. Nono. Cutie. Cutie. Con rắn độc. Cái con nhỏ này thì mình nói thôi là tất cả các bạn fan ai cũng rất tức con quỷ này. Nhưng mà đã ghét thôi chúng ta cũng nên đọc tên đúng con mẹ đó cho đúng tí xíu. Mặc dù con mẹ đã cũng không phải là thành viên Tiara nữa rồi, nhưng mà lỡ mà các bạn có cơ hội các bạn chửi mẹ thì các bạn nên đọc tên của mẹ là Hoa Yeon thì không đúng, nên đọc chỉ đơn giản là Hoa Yeon. Hoa Yeon. Và nói đến Tiara thì mình có một cái chuyện để kể cho các bạn nghe. Đó là cái lần mà mình đi concert, mà concert của Busan ấy, mình đã gặp Tiara một lần ở đó. Trời ơi các bạn ơi, đúng là cái thời kỳ đỉnh cao của người ta đó, nó khác hẳn cái thời kỳ mà sau khi người ta gặp scandal các bạn. Tiara hồi đó rất là tội luôn. Tiara lúc có diễn cái bài One to me turn so crazy á, thì cái lúc mà diễn như vậy đấy, các bạn biết không, cái thứ tự Tiara mặc dù là nhóm nhạc tiền bối cũng khá là nổi tiếng một thời, nhưng lại bị xếp vào giữa giữa và thậm chí là đầu đầu luôn đó các bạn. Và khi mà Tiara diễn á, trời ơi, nguyên cái khán đài các bạn biết không, im thinh thích luôn. Nói chung á là chỉ có một vài người kiểu như người nước ngoài mình á, hoặc là những người Việt Nam tụi mình nó còn la vui vui theo, hay là cổ vũ, hay là fan ra theo thôi. Chứ thực tế mình thấy fan Tiara vắng tanh luôn các bạn ơi. Và đặc biệt là ở đó đa số là có nhiều người Hàn nữa, cho nên á mình cảm thấy một chút gì đó cái sự ghét bỏ của người Hàn đối với Tiara. Nói vậy thôi chứ Tiara mà về Việt Nam một cái thôi là trời ơi, fan bủa vây khắp sân bay cho mấy chị xem. Cho nên mình vẫn hy vọng một ngày nào đó thì Tiara có thể đến Việt Nam tụi mình và sẽ quảng bá đây, tại vì dân fan Việt Nam tụi mình rất rất là yêu Tiara, đúng không mọi người? Và mặc dù là Tiara không còn thời kỳ đỉnh cao như lúc trước nữa, nhưng mà đối với mình á, Tiara là một cái tuổi thơ, là một cái kỷ niệm đối với mình. Cho nên á, là dù các chị có như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn luôn luôn yêu thích các chị. Tiếp theo là đến một cái nhóm mà mình rất rất là thích hồi đó, đó chính là Wanna One. Và cái nhóm này thì mình gặp quá trời lần luôn các bạn ơi. Gặp đến 2, 3 hay là 4 lần luôn đó. Không phải đơn giản chỉ là gặp khi mà mình đi concert hay mình đứng dưới mình nhìn lên trên đâu, mà mình gặp trực tiếp, gặp mặt đối mặt và thậm chí là mình thông dịch cho Wanna One luôn. Cho nên là mình có rất rất nhiều chuyện để mà kể cho các bạn nghe về Wanna One. Và đặc biệt là đối với Wanna One thì mình gặp quá là nhiều lần đi, cho nên á là mỗi thành viên mình đều có một chút gì đó cái kỷ niệm với họ. Nhưng mà trước khi nhiều chuyện thì chúng ta vẫn nên biết cách đọc tên của các thành viên trước ha. Đầu tiên là Hoan Min Hyun. Không đúng.
Hoan Min Hyun. Đây là cái tên mà mình đã chỉ cho các bạn vào lần trước rồi. Và đối với cái chuyện của Hoan Min Hyun thì nói thêm một lần nữa, mình cảm thấy Hoan Min Hyun rất là đẹp trai luôn các bạn ơi. Các bạn phải gặp ở ngoài đời một lần đi, cho ôi đẹp trai thơm phân phất luôn các bạn ơi. Mà khi mà đẹp trai nó toát ra cái mùi đẹp trai các bạn, trời ơi, đứng gần mà thấy ghét cái bản thân mình luôn. Tại sao mình lại xấu xí đến như vậy luôn đó các bạn. Tiếp theo là Park Woo Jin. Park Woo Jin. Park Woo Jin. Ha Sung Woon. Ha Sung Woon. Ha Sung Woon. Lee Dae Hui. Lee Dae Hui. Lee Dae Hui. Lee Dae Hui. Lee Dae Hui ở ngoài đời các bạn ơi rất là dễ thương luôn. Có một lần mình dịch ở Mama thì mình đang đứng ở trong phòng chờ thì cái Hoa Minh Chi có tới và xin chụp hình với Wanna Wan. Bạn ngồi dịch, ngồi đòi chụp cho bằng được các bạn. Nhưng mà không, quản lý Wanna Wan rất là khó tính luôn, cho nên nó người ta không có cho dù là nghệ sĩ Việt Nam chăng nữa đi ra không cho vào. Thế là chị Hoa Minh Chi này cứ đứng chờ hoài luôn. Nhưng mà mình á thì mình đứng cái mình nghĩ cách là à chị ơi thôi em chỉ cách này nè. Nếu mà chị đứng đây nè, chị thấy là nếu mà nghệ sĩ người ta đi ngang qua, người ta đi vô nhà vệ sinh hay gì đó thì chị có thể xin chụp hình được thì ok thôi. Cũng may á là có Y Dae Hui qua thì Dae Hui đi ngang qua như vậy đó thì bà này mới chỉ có picture. Xong gặp anh Dae Hui này cũng dễ thương, biết nhanh ý lắm nên đứng cái chụp tấm liền luôn. Và nói chung là rất là dễ thương, Y Dae Hui ở ngoài rất là dễ thương các bạn. Và không biết là bà Hoa Minh Chi bà có bắt tấm đó hay không nữa nên các bạn hãy thử lên qua nhà tường bà Hoa Minh Chi coi thử nha. Tiếp theo là ông Seung-woo. Ông Seung-woo. Ông Seung-woo. Ông Seung-woo ở ngoài đời các bạn rất là đẹp trai và cao, và kiểu như là cái giọng nói nghe cũng rất là hay ho và rất là đàn ông luôn các bạn ạ. Tiếp theo là Bae Jin-young. Bae Jin-young. Bae Jin-young. Thì đây là cái first pick của mình cái hồi mà mình xem Radio 101 á. Bạn này cũng khá là dễ thương đúng không? Các bạn dễ thương nhất trong Wanna Wan theo mình thấy á nha các bạn thì đó chính là Park Ji Hoon. Park Ji Hoon hay là kiểu như vậy nếu các bạn đọc sai. Nhưng cái tên này các bạn đang đọc là Park Ji Hoon. Park Ji Hoon. Và nói về Park Ji Hoon thì mình thực sự rất là thích Park Ji Hoon cái thời mà Park Ji Hoon vào Wanna Wan. Có lần á mình gặp Wanna Wan ở ngoài á thì mình đứng bên cạnh, đứng sát bên thằng cha Park Ji Hoon này các bạn, mà kiểu như là gần một bước nữa thôi là kêu là ê cho ôm cái được không, mà không dám nói mà chỉ dám đứng, mà kiểu như là các bạn biết không, cái ghế ngồi của dàn phòng dịch ở đây thì mấy ông bả nó cứ đi ngang qua đằng sau lưng thôi, mà cứ đứng nhìn và cứ cái cảm giác mà rất là sung sướng các bạn. Thì ở ngoài đời thì Park Ji Hoon cũng khá là dễ thương, nhưng mà nếu mà nói thẳng ra chút xíu thì hơi mập một chút xíu. Nhưng mà đối với fan thì các bạn sẽ nhận thấy là tướng đầy đặn thôi. Và cái thằng cha này mặc cái quần, trời ơi quần gì đâu mà muốn đứt cái quần, muốn gọi sao ta, muốn đổ cái quần luôn vậy đó. Nói chung là Park Ji Hoon ở ngoài đời khá là dễ thương, rất là mũm mĩm các bạn. Và một cái rất là vui nữa đó chính là thì sau khi mà Wanna Wan diễn xong đó thì họ bắt đầu di chuyển đi ra ngoài xe để đi về khách sạn chính của họ. Thì mình đang đứng ở trong cái khu này, cái khu mà xa lắm, tại vì cái khu này kiểu như là cách một cái phòng rồi đó các bạn. Mình đứng vào trong cái phòng đó mà cái cửa kính các bạn nhìn ra ngoài thì thấy các idol người ta bắt đầu di chuyển đi á. Lúc đó mình thấy Wonder One đi ngang qua trên, mình vẫy tay chào thế này nè. Nhưng mà ai ngờ mình cứ nghĩ là mình cứ vẫy chào cho vui thôi, ai ngờ đâu thằng cha Park Ji Hoon quay lại chào, trời ơi sung sướng mà vẫy chào lại mình, trời mình kêu ảnh chào tao nè tụi mày, ảnh chào tao nè tụi mày. Quên Ji Hoon như bằng tuổi hay bé tuổi hơn mà. Nói chung rất là sướng các bạn, sướng quá cho nên là không biết anh em gì luôn các bạn ơi. Cho nên là khi mà được thấy Ji Hoon chào lại mình, trời ơi mình hạnh phúc lắm. Tại vì các bạn biết sao không, nguyên cái khu chỉ có staff, nghĩa là những nhân viên thôi, mà không có ai chào hết đó, có một mình chào thôi. Và mình được chào lại như vậy là chỉ có chào một mình thôi. Rất là sung sướng và cực kỳ là cái kỷ niệm đó là mình nhớ đến tận bây giờ luôn các bạn. Nên là các bạn nếu mà coi vlog này các bạn cũng đừng có ghen tị quá nha. Tại vì nếu mà mình kể thêm nhiều cái chuyện đằng sau nữa các bạn sẽ ghen tị nhiều hơn nữa luôn đó. Kim Tae Hwan. Cái tên này cũng khá là dễ đọc, các bạn chỉ cần đọc là Kim Tae Hwan. Hwan. Kim Tae Hwan. Nói về Kim Tae Hwan á thì những cái lần trước mình gặp thì mình không có ấn tượng lắm. Nhưng mà có một cái đợt á mà mình đi ngang qua một cái concert, mà concert đường phố Kim Tae Hwan thì phải, mình nhớ không lầm thì như vậy đó. Thì ở ngoài đời đẹp trai lắm các bạn ơi, đẹp trai hơn trên ảnh nhiều lắm luôn á. Và đặc biệt cái giọng hát rất là ấm, rất là đàn ông luôn. Nhưng mà sau khi mà thấy
cái bạn ấy hát ở ngoài đời như vậy, rất là hay như vậy, cho nên mình ghiền luôn các bạn, ghiền Kim Tae Hwan không chỉ vì ngoại hình mà cả cái giọng hát của ảnh nữa. Tiếp theo đây sẽ là Lai Kwan Lin. Cái tên này dễ đọc thôi, Lai Kwan Lin. Lai Kwan Lin. Thì trong cái lúc mà mình theo dõi One on One thì thực sự nói thật với các bạn á, tại vì kiểu như đó là mình thấy cái hồi đó kiểu như Việt Nam với Trung Quốc quánh nhau dữ quá, cho nên mình có ấn tượng không tốt với những người Trung Quốc. Và khi mà mình coi K-pop thì kêu là tự nhiên cái nhóm K-pop thì có người Trung Quốc chi không có thích lắm. Nhưng đó là do mình sai rồi, kiểu như là cái định kiến của mình quá sai lầm về cái việc mình không thích người Trung Quốc vậy đó, đó các bạn. Nên là nghiệp quật ngay liền các bạn ơi. Đúng là khẩu nghiệp không chừa một ai các bạn. Ông trời vực mình một phát luôn. Ngay cái lần mà mình đứng dịch cho 101 đó, thì đang ngồi chờ mấy idol ra ngoài chuẩn bị di chuyển vào cái khu mà gọi là cái sân khấu để rehearsal á, là để tập diễn tập á, thì Lai Kwan Lin các bạn ạ, đơn giản lắm, mặc một cái áo sơ mi trắng, cái quần tây đen và make up xong hết rồi, đang đứng đó thì mình kiểu như là mình thông dịch, mình cũng hùng điên mình đứng chờ nhưng điên thế này, mình quay qua cái xong mắt chạm mắt, các bạn biết không, mắt chạm mắt đối với một mình Lai Kwan Lin thôi. Và các bạn ơi, trời ơi, đẹp trai cực kỳ luôn các bạn ơi. Kiểu như là các bạn, không phải là mình chém gió các bạn, hay là kiểu như mình nói quá hay gì đâu, nhưng mà mình đã khen thì phải thực sự người đó phải đẹp lắm đó các bạn ơi. Lai Kwan Lin á, kiểu như đẹp trai mà kiểu tỏa sáng luôn các bạn ơi. Không biết là do phấn nền trắng quá hay sao, nhưng mà thực sự rất là đẹp trai luôn các bạn. Và hai người mặt đối mặt như thế này nè, thì đương nhiên mình nghĩ là chắc Lai Kwan Lin là người nổi tiếng, chắc cũng chẳng biết mình gì đâu, cho nên là mình cứ nhìn bình thường thôi. Ai ngờ em rất là dễ thương, nhìn mình xong cái cúi đầu chào, trời ơi dễ thương cực kỳ, lễ phép cực kỳ, ngoan lắm các bạn ơi. Và mình thấy vậy mình cũng chào lại, xong mình cười cười. Tôi chỉ là một cái staff, một cái nhân viên bình thường thôi, anh là một idol, anh cũng chẳng biết gì tôi mà tại sao anh lại chào tôi như vậy. Cho nên mình cảm thấy rất là cảm động luôn các bạn ơi. Và từ đó về sau nhé các bạn nha, cái hình ảnh Lai Kwan Lin chào mình như thế mình vẫn nhớ đến tận tận tới bây giờ, mình có một chút gì đó thấy có lỗi với bạn này. Thế nên á, là từ đó về sau mình hứa là mình không có kỳ thị những thành viên Trung Quốc nữa. Tiếp theo là nhóm trưởng của One on One, đó chính là Yoon Ji Sung. Yoon Ji Sung. Yoon Ji Sung. Và bây giờ sẽ là thành viên cuối cùng mà nãy giờ mọi người đang mong chờ nhất, đó chính là Kang Daniel. Kang Daniel. Daniel nha các bạn. Người Hàn sẽ đọc như vậy đó, chứ không đọc là Kang Daniel như tụi mình đâu. Kang Daniel. Thì đối với Kang Daniel á, đọc hơi khó nhỉ, đọc là Kang Daniel trước đi. Thì đối với Kang Daniel á, thì mình gặp 2-3 lần, 4-5 lần, chẳng nhớ, nó khá là nhiều lần. Thì cái lần mà gặp đầu tiên đó chính là lần mà đi chung với 101 ấy. Thì anh này đi ngang qua, và đặc biệt là con em mình rất là thích anh này, cho nên á là bắt chụp hình đồ, xong rồi có ở ngoài như thế nào kể cho nó nghe đi. Thì mình nhớ rất là rõ cái hình ảnh hôm đó, chính là ông này cao, cao nhất đàn luôn các bạn, cao lắm, cao quá trời cao luôn. Và ở ngoài nhìn rất là đô con, nhìn cũng khá là đẹp trai các bạn. Và đi ngang qua mình như một cơn gió đó, trời, mình nhìn khoái ơi là khoái luôn. Và cái đợt tiếp theo mình gặp nữa chính là cũng mặc vest đồ này nọ để chuẩn bị lên limo để đi thẳng vào bên trong cái sân khấu, nhìn cũng khá là đẹp trai luôn. Và có một lần mà mình xem đó chính là cái kỷ niệm xấu hổ nhất. Hôm đó mình lại được vô tình được vào trong cái cánh gà luôn. Và cũng như là mình là YouTuber đấy, mình được mời vào bên trong. Và mình đứng ngay đằng sau Daniel thêm một lần nữa các bạn. Mình thấy ổng, mình mừng quá, cho nên mình tính chụp tấm hình để mà gửi về cho con em của mình, hoặc là cho mấy bạn fan để biết là tao đi cầu Daniel tiếp nữa nè tụi mày ơi. Thì mình cầm máy quay, thì mình không cầm máy quay mình chụp đâu, mình lại lấy cái điện thoại chụp. Nếu mà chụp hình bằng điện thoại đó, khi mà vào trời đêm á, thì tối quá nó sẽ bật flash lên. Và khi mình đó mình khóa, mình có biết gì đâu, mình cầm cái điện thoại mình ra 2, 3, bấm tắm, sáng trưng luôn các bạn ơi. Sáng trưng nguyên một vầng trời đen thui xì lì, tại vì đằng sau cánh gà mà đen thui luôn. Và có vài người ta quay lại hay sao đó, mình cũng biết đó là ai nữa, tại vì mình sợ quá, mình hết hồn luôn các bạn. Và một vài người nhân viên kiểu như là bảo vệ an ninh, người ta kêu là no picture, no picture. Trời đất ơi, ai mà biết đâu, nói chung là không có biết Daniel có thấy cái cảnh đó hay không. Nhưng mà mình thấy rất là vui quê khúc đó. Và nói chung là cái kỷ niệm khá là
gây ấn tượng rất là mạnh, không chỉ với Daniel mà nguyên một cái dàn các idol đó luôn. Nói chứ quê thì quê vậy thôi, nhưng mà nếu các bạn hỏi là Daniel ở ngoài đời có đẹp trai không thì mình cảm thấy rất rất là đẹp trai luôn các bạn nha. Và đó là tất cả những cái chuyện mà mình đã gặp khi mà mình gặp 101. Hy vọng rằng là các bạn, đặc biệt là các bạn fan của 101 có thể ăn một cái chậu bánh gato thật là ngon nãy giờ luôn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm tiếp theo nha. Let's go. Và nhóm cuối cùng ngày hôm nay đó chính là BTS Bangtan Sonyeondan. Cách để đọc tên nhóm này theo phong cách đúng của người Hàn đó chính là Bangtan Sonyeondan. Đầu tiên là Suga, nên dùng tên cúng cơm để các bạn BTS đọc đi ha, là Min Yoon Ki. Rap Monster sẽ là Kim Nam Jun. Kim Nam Jun. Tiếp theo sẽ là Cookie của nhà chúng ta, Chen Trung Quốc. Mình nghe rất nhiều bạn đọc là Trung Quốc thì không có đúng các bạn nha. Phải đọc đúng đó chính là Chen Trung Quốc, Trung Quốc các bạn nha. Tiếp theo là bạn rất là đẹp trai, Jin Kim Seok In. Đọc đơn giản thôi, Kim Seok Jin, Kim Seok Jin. Can quay ship Park Ji Min. Park Ji Min, Park Ji Min. J-Hope sẽ là Jung Heo Seok. No, Chong Ho Seok, Chong Ho Seok. Và cuối cùng cái tên này cũng khá là khó đọc các bạn, và anh này đây, vì chúng ta sẽ đọc tiếng Hàn nó không có chữ V, nên nếu các bạn muốn đọc cho người Hàn hiểu các bạn phải đọc là Vì Vì nhé các bạn. Và tên cúng cơm là Taehyung, đọc sẽ là Taehyun, Taehyun, không đúng đâu, Taehyung, Taehyung. Nếu các bạn thấy khó khăn trong việc đọc từ Hyung này, các bạn có thể xem lại cái vlog lần trước mình có để cho các bạn xem nha. Và nếu mà kể về chuyện BTS thì mình cũng không có được nhiều cơ hội gặp BTS lắm, tại vì bây giờ BTS rất là nổi tiếng rồi. Mà khi mà idol nổi tiếng như vậy thì cái việc gặp cũng khó là khó hơn cái thời hồi trước. Nhưng mà cũng may mắn là hồi đó mình cũng gặp ít nhất là như khoảng 2 lần. Cái lần đầu tiên mình gặp đó, đó chính là cái lần mình được cái vé ngồi trên cái hàng, tuốt cái hàng ghế khán giả rất là xa, nhưng mà mình chỉ thấy được, nhìn được từ xa thôi. Và hồi đó mình nghe, nhớ không lầm đó, cái bài Fire. Hồi đó mình nghe rất là nhiều cái bài rồi, chứ mình cũng không có để ý đến BTS nhiều lắm. Tại vì cái chị đi cạnh mình là fan của BTS, cái hồi mà BTS mới ra cái bài Sang Nam, như bài gì ta, Sang Nam Cha đúng ta, cái bài mà bài đó mình không nhớ tên tiếng Anh là gì hết đó, thì chị đã thích từ cái hồi đó rồi, cho nên là mình đã cũng có theo dõi BTS chút xíu và mình nghe được cái bài Fire đó rất là nhiều. Mình cũng không ấn tượng nó lắm đâu, nhưng mà đến khi mình ngồi xem BTS diễn trực tiếp các bạn ơi, trời ơi, nó sướng gì đâu các bạn ơi. Kiểu như là fan cha đó, mà hát theo, trời ơi, nghe mà sướng gì đâu. Và cái đợt đó đó, BTS rất là nổi tiếng các bạn. Cho nên là cái chú Psy đấy, chú hát bài Gangnam Style đấy, rất là nổi tiếng. Nhưng chú đó phải diễn trước BTS một sân khấu luôn. Nghĩa là BTS hồi đó kiểu như là người ta rất là xịn sò, rất là dữ dằn, các bạn mới được diễn cuối cùng như vậy đó các bạn. Bỏ qua các nghệ sĩ kỳ cựu trong cái concert đó luôn. Lần thứ hai mình gặp, mà các bạn biết là đó, ở Hàn Quốc á thì chính phủ có rất nhiều cái chương trình dành cho người nước ngoài để mà họ có thể đi xem những cái concert K-pop như vậy, thì mình chỉ cần đăng ký thôi mình sẽ được một cái vé miễn phí. Mình cũng không nghĩ là cái vé đó như thế nào đâu, ai ngờ cái vé đó các bạn nằm ở cái sân mà kiểu như là cái sát sân khấu luôn các bạn ơi, rất là sướng luôn. Và hồi đó BTS bắt đầu comeback với cái bài Bitanumu, tiếng Hàn, tiếng Anh là gì ta không có nhớ, Blue Squid gì đó, các bạn nhớ tiếng Anh nha. Mà mấy ổng nha các bạn, mặc cái quần da bó sát mà nhảy cái bài đó. Mà các bạn biết cái bài đó Nebitanumu, trời ơi, sexy cỡ nào. Cho nên từ cái hồi mình xem mấy ổng diễn cái sân khấu đó, mình thích liền luôn. Và đặc biệt mình thích cái ông này đến tận bây giờ luôn này các bạn ơi. Đi đâu mình nè, đồ mình cũng để cho ổng hết. Mà phải thực sự mà nói với các bạn á, nếu các bạn gặp BTS ở ngoài á, các bạn thấy đẹp trai hơn trên hình nhiều nhiều lần luôn. Và nhìn bằng tận cái con mắt của các bạn ngay trước mắt mình khoảng 1-2 mét thôi,
ghiền luôn các bạn ơi, nhớ đến từng tới bây giờ những cái hình ảnh, những cái quần bó sát đó. Ôi ghê quá, ghê quá. Nhưng mà nói chung á là các bạn, nếu mà các bạn là fan BTS, các bạn nên gặp ít nhất một lần trong đời đi các bạn ơi. Sướng đê mê luôn. Ok. Và cái vlog ngày hôm nay sẽ kết thúc với những thành viên của BTS nha. Nếu các bạn muốn tò mò về những cái nhóm nhạc idol K-pop khác á thì các bạn có thể comment ở phía dưới. Tại vì mình rất là muốn làm hết nhiều nhóm hơn nữa, nhưng mà tại vì thời gian một cái vlog quá là dài, nãy giờ mình nói quá là nhiều rồi, cho nên á mình sẽ hẹn lại các bạn trong vlog tiếp theo nha. Ok, bye bye các bạn.